Hello các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn về hành trình khám phá núi Bà Đen. Khi nói đến núi Bà Đen, chúng ta muốn khám phá ngay tượng Phật Bà bằng đồng lớn nhất châu Á. Nhưng không chỉ có thế, hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn về những điều tuyệt vời và thú vị hơn trên đỉnh núi này. Bây giờ thì mình đang có mặt tại chân núi Bà Đen, và ngay vị trí này của mình cũng chính là nhà ga cáp treo để lát nữa chúng ta sẽ mua vé và lên thẳng đỉnh núi các bạn nhé. Ở nơi đây mình thấy có một cái biểu tượng của san hô núi Bà Đen và có một cái vườn hoa rất là đẹp các bạn ạ. Ở đây có những cái biểu tượng chú ong rất là dễ thương. Những bạn nên check in thì cứ việc tung tăng để chụp những cái xét ảnh làm kỷ niệm á, và trong lúc là đợi chúng ta để lên cáp treo nha. Yeah. Ôi nhìn thích lắm các bạn ạ, nó cứ xanh mướt luôn á, và những cái lạch bông ở đây cưng ghê. Sau khi đi đến cáp treo lên nhà ga Vân Sơn thì chúng ta sẽ bắt đầu đi lên đường đá. Ôi rất là nhiều mắt trên đây, mắt lạc nè, và mây phía trên Phật Bà là cả một công viên hoa rất là đẹp các bạn ạ. Trời ơi, nhìn nó mênh mông và thanh thang luôn á. Cả người mình cứ như muốn bay lên trong cái bầu không khí tuyệt vời trên đỉnh núi Bà Đen. Và đây cũng là một điều đặc biệt mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đang ở trên đỉnh núi Bà Đen, và ở nơi đây chúng ta sẽ có được ngắm Bà Đen thật là tuyệt vời. Nhiều loài hoa đẹp luôn. Trời cho nó như một cái khu vườn cổ tích vậy đó. Và sức gió ở đây sao nó lồng lộng luôn đó các bạn. Các bạn ơi, quá nhiều loài hoa luôn. Yeah. Không khí thì mát lạnh luôn. Ở đây có rất là nhiều hoa cẩm hương cầu, màu hồng, màu tím. Cưng lắm, cưng lắm các bạn. Khí hậu thì mát lạnh. Mình cứ tung tăng khắp các cái vườn hoa ở quanh triền núi nơi đây. Sương mù bên ngoài đang phủ trắng hết các bạn ạ. Trời ơi, những cái hoa đây đẹp kinh khủng luôn á. Và có cả những rặng cây thông nữa, quá tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ đi lên đây khu vực tượng Phật Bà để xem ở trên này có những gì các bạn nhé. Wow, ở trên này có những cái đĩa rất là lớn. Thực ra nó là những cái đài phun nước đó các bạn. Mình nghe nói nó là cái tháp Tam Bảo, là Phật Bà sẽ tuôn cái nguồn nước an lành và phước lành đến cho tất cả những người dân. Trời ơi, mình không nghĩ những cái đĩa này nó to và nó lớn vậy á. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi lên nha. Các bạn ơi, mình đang gần đến tượng Phật Bà lớn nhất châu Á đây. Thì mình đang đi lên. Đây chính là chiếc đĩa đầu tiên. Trời ơi, khi ở trên độ cao này đứng gần sát, mình mới thấy cái biểu tượng này nó vĩ đại thật đó các bạn. Bây giờ thì mình đang đi vào trong đài sen của Đức Phật. Ở trên đầu mình là nguyên một cái đèn lớn như cũng hình đài sen luôn. Và mình tiếp tục đi lên, mình đang thấy có những cái khối đèn lớn hình xoáy ốc. Và ở bên trên cái khu lầu này, đó chính là nơi có 72 tượng Phật đồng. Chúng ta vào để xem nhé. Các bạn ơi, đây là 72 pho tượng Phật được trưng bày trong viện nghệ thuật này. Ở chính giữa là tượng Phật ngàn mắt ngàn tay. Mọi người hay đến đây để chiêm ngưỡng. Đẹp quá các bạn. Và ngay trong căn phòng này, các bạn biết không, ở trên cao là cả một cái màn hình vòm 3D lớn top đầu thế giới. Lát nữa các du khách đến đây, chúng ta sẽ được xem một bộ phim về Đức Phật. Mình quay lại để chia sẻ với các bạn. Nói về sự hình thành của trái đất và tín ngưỡng Phật giáo. Wow. Trời ơi, cả một cái như một cái kính lúp to trên đầu mình vậy đó.
những mầm sống đầu tiên của trái đất. Cứ vươn lên để hình thành nên một trái đất đầy đủ trọn vẹn như ngày hôm nay. Mà chúng ta ra rạp á, trời ơi, nó lạ mà nó thú vị lắm. Nên mình nghĩ là các bạn khi đến nơi đây nên trải nghiệm theo bộ phim 3D này. Ở trên cái đỉnh cao kia chính là nơi mà Đức Phật xuất hiện. Yeah.
tâm Bồ Tát qua các nền tôn giáo của các quốc gia. Chúng ta sẽ thấy đây là Đức Phật Như Lai, Phật Liệt Sư, Quan Âm Bồ Tát theo trường phái của người Champa, Quan Thủ Bồ Tát theo trường phái của Champa, Phật A Di Đà, Bồ Tát Tha Ra. Và đây là một bức tượng Phật A Di Đà Phật ngồi bằng đá đen rất là đẹp, thanh mộc đá ở Trung Sơn khắc tất cả các tượng Phật đây các bạn. Và đây chính là con ngư lưu canh ở Tây Thức trẻ chùa các bạn hay thấy. Họ biết, họ biết rằng sư tử lá chùa bằng tấm. Và mình đang lên trên khu vực lầu cao nhất, là ngay đây có một cái hành lang cao là nước, như là một cái vật phẩm phong thủy rất là tuyệt vời, đẹp lắm mà mát như lồng lộng gió luôn đó các bạn. Và đây chính là lầu Xá Lợi Phật, đây là khu vực quan trọng nhất nha các bạn. Wow, Xá Lợi Phật được cất giữ ở trong một nơi rất là đẹp các bạn ạ. Bây giờ thì mình đang đi ra khu vực nhà cáp treo. Trời ơi, sương mù quá. Nhưng mà các bạn đang nhìn thấy những cái nhà lồng cáp treo đang đi lên đi xuống liên tục. Đó. Mình đang đứng ở đây là điểm cao nhất của núi Bà Đen để nhìn ra dãy cáp treo, chia sẻ với các bạn. Thế là mình đã giới thiệu được với các bạn những điểm nổi bật khi chúng ta lên chinh phục và khám phá núi Bà Đen cùng với tượng Phật Bà bằng đồng lớn nhất châu Á. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip. Những lượt like, những lượt đóng góp kênh và những lượt đăng ký kênh của các bạn luôn là nguồn động viên, động lực quý báu cho kênh Khả Ái. Mình yêu quý tất cả các bạn. I love everyone.